Thì anh mới nói là anh hơn em 10, 11 tuổi gì á. Tại vì trong giấy ấy là hơn 10 tuổi nhưng mà thật sự là hơn 11 tuổi lận. Trời. Em biết điểm yếu của em là em không uống được. Mà nhà vợ em là lò rượu mà. Về là nhiều khi là bị khớp. Nhưng mà cái của em làm như em có tính toán hay sao điều khiển được bản thân á. Đi làm không sao mà cứ tối về mới thả nó. Thả bà vợ mình thôi. Mời quý vị chúng ta cùng dành tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tiến Bàn. Năm nay em 32 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, chào vợ Bàn. Em giới thiệu về mình. Em chào anh chị ạ, em chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Thị Hoài. Năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online thuốc đông y trị mụn hoa trà. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Thế thì hai em quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau qua Zalo. Vô tình thì em thấy nick của vợ em thì em kết bạn làm quen. Nhưng mà làm quen rồi để đó. Chứ thường thì nhắn tin thì vợ em ít khi trả lời lắm. Lúc đấy là em mới chia tay bạn trai cũ xong. Xong rồi em lên mạng em thả thính ấy, em đăng hình viết à. Mà lúc đấy em tìm xung quanh ấy, bạn trai kết bạn rất là nhiều. Thì em đa số là em không có nhìn avatar gì đâu. Em chấp nhận hết vậy á. Chồng em lúc đấy là nhắn tin với em miết luôn. Ngày nào cũng nhắn hết. Mà em cũng cứ hẹn em đi uống nước á. Em không có đi. Khoảng được 1-2 tuần gì đó, em thấy anh này nhắn nhiều quá. Xong rồi lúc ấy em đi làm khán tiết ở nhà hàng. Em mới bảo là 7 giờ mấy em ra thì uống nước ở gần đấy đi. Em đứng phía bên này đường, còn vợ phía bên kia. Nhưng mà nó trong cái hẹn gần nhà hàng á, thì em cũng nhìn ngơ, em biết là có phải cô đó không. Mà nhìn dáng cậu cao cao, da thì ngăm ngăm. Nói chung là cũng xinh. Hình như là do là trang điểm đi làm khánh tiết mới ra nữa. Ngay từ ban đầu là em đã kết cô này rồi đúng không? Dạ. Thế còn em thì sao? Dạ, lúc đấy em thấy chồng em là cũng đẹp trai. Nhưng mà nhỏ nhỏ con à. Em nghĩ trong đầu là không biết anh này có cao hơn mình không. Nhưng mà thật ra ngoài đời là có cao không? Thấp hơn 3 phân. Thấp hơn 3 phân đúng không? Hôm đấy là anh ấy nói chuyện với em nhiều lắm. Nói đến khoảng 10 giờ tối luôn á. Mà không thấy rủ đi ăn gì hết. Thường thường là em đi làm về là các bạn trong phòng em nấu ăn thì đợi em về ăn á. Mà hôm nay em uống nước với anh này cứ ngồi nói chuyện thôi. Anh ấy nói chuyện em mới biết tên của anh ấy, chứ em cũng không biết tên luôn. Chị hả? Ủa, chat viết qua nhà mà không biết tên luôn. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới thực sự là biết tuổi của anh này là chênh lệch với mình quá lớn? Dạ, lúc mà sau buổi uống nước ấy về thì nói chuyện ấy, thì em mới hỏi tuổi. Thì anh mới nói là anh hơn em 10, 11 tuổi gì á. Tại vì trong giấy ấy là hơn 10 tuổi nhưng mà thật sự là hơn 11 tuổi lận. Trời. Nhưng mà cái chuyện mà trên là tuổi tác nó có ảnh hưởng gì về cái mối quan hệ giữa hai người không? Dạ cũng có một phần. Mình thì ba mấy rồi mà mình có vẻ là suy nghĩ của mình nó khác với vợ xíu. Vợ em thì kiểu thời mà em quen vợ em là vợ em còn đang đi học lận mà, sinh viên mà. Nên là đôi lúc thí dụ như là nghe nhạc đi, vợ em thì thích nghe nhạc trẻ hơn, còn em thì hồi trẻ mình cũng thích nghe nhạc trẻ nhưng mà bây giờ mình chững rồi, mình thích nhạc bolero hơn. Rồi bao lâu thì tụi em mới quen nhau? Sau buổi hôm đấy về là bọn em cứ nhắn tin vậy á, xong rồi là quen luôn chứ không có tỏ tình gì hết. Xong khoảng được 2-3 tháng thì em dẫn anh này về nhà. Mà nhà em là nấu rượu, bố em thì uống rượu cực giỏi luôn mà anh này thì không biết uống rượu. Rồi ít nói chuyện với bố em lắm, tại vì bố em bảo rượu vào lời ra mà. Em mà mỗi lần mà về nhà vợ là em biết điểm yếu của em là em không uống được. Mà nhà vợ em là lò rượu mà. Về là nhiều khi là bị khớp. Nói chung là ngồi nói chuyện với người lớn mà có ba mẹ của vợ là em ngồi em không nói được gì nhiều hết á. Nói chung là hỏi vu vơ thôi. Ở trong cái thời gian hai bạn yêu nhau á, có những cái sự cố gì xảy ra không? Có một lần là em nghĩ là biến cố lớn nhất là làm em nóng lên. Trước thời gian mà đi đến hôn nhân là em có đi du lịch với công ty 3 ngày. Thì vợ em ở nhà thì nói chung là thời đó vợ em bán hàng online mà. Nhiều bạn trai nhắn tin rồi làm quen rồi kết bạn nói chuyện này nọ lắm. Thì có một lần là như em nói em đi du lịch thì vợ em ở nhà có đi xem phim. Mặc dù chụp hình lên thì chụp một mình thôi nhưng mà em linh tính tốt. Cho nên là về em có nói chuyện em búa vài câu thôi là vợ em khui ra là có đi xem phim với một người con trai. Khai liền đúng không? Lúc đó em nóng lắm. Lúc đó là em đang ngồi quán trà sữa với vợ. Mà em nóng đến mức là em đấm bể cái bàn. Trời. Sau đó em bỏ đi.
lúc đấm bởi cái bàn đó em sợ không? Dạ em sợ à. Nhưng mà anh này thì anh chỉ đập đồ thôi chứ không bao giờ dám nạt em. Thì anh ấy giận xong anh bỏ đi luôn. Mà em thì sợ lúc ấy đang nóng giận anh ấy chạy xe nhanh hay gì á, nên em cũng xin lỗi nhắn tin rồi gọi điện quá trời. Rồi anh ấy cũng tha lỗi rồi về. Hỏi bạn này coi cái bạn trai đó là bạn nào? Bạn từ thời thơ ấu hay là bạn cùng lớp hay là bạn cùng bán hàng online hay là bạn chung hẻm? Bạn bán hàng online thôi chị. Bán hàng online. Sau vụ đấy là em biết chồng em rất là nóng tính mà em sợ nên lần sau em không dám. Nói chung là hết đi coi phim anh Phật. Với ai ngoài trừ với anh ấy. Vâng ạ. Rồi bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ đầu năm dương lịch vừa rồi là tụi em cưới nhau. Em hồi đó bán hàng online chắc là đắt lắm đúng không? Vâng ạ, lúc đấy là em bán đông mà khách em nhiều mà toàn là bạn nam là nhiều. Thế thì bây giờ sau khi có chồng rồi bán hàng online có đắt không em? Ế hẳn anh ơi. Ờ ế anh ơi. Tại chồng em hay ghen lắm, cứ hay kiểm tra điện thoại á, mà cứ kêu là mình bán hàng á thì người ta hỏi về hàng hóa thì mình nói chuyện. Còn bình thường cứ hỏi tuổi tác, nghề nghiệp là không trả lời. Có khi nào lấy máy điện thoại gây lộn với các hàng nam không? Bạn? Dạ không, em nghĩ là em cũng lớn rồi cho nên là em thấy là thí dụ như cuộc gọi hay là tin nhắn nó đi quá lố thì em mới nói thôi. Còn bình thường thì em cũng không có khe mấy cái đó lắm. Rồi bây giờ cưới nhau về có tật xấu gì mà lòi ra không? Dạ có. Bên nào nói trước đây? Dạ nhiều lắm ạ. Thôi em nói trước. Anh ấy là rất là tỉ mỉ ạ. Là mỗi lần mà dẫn em đi mua đồ ấy là anh bắt em thay tới thay lui xong chụp hình lại đẹp rồi mới mua. Tại vì anh kêu em là cái gu của em thời trang ấy là nó lúa lúa. Em hay chọc vợ em vậy á, mặc đồ gì đâu mà nhìn hay lú. Xong rồi em dẫn đi mua đồ là nói chung là nhìn ưng mắt á thì mới mua. Rồi còn gì nữa? Dạ chồng em hay thả bom lắm anh. Bình thường là đi làm á không bao giờ thả đâu, mà cứ về với em là thả cả đêm vậy á. Sao nhỏ xíu con mà sao thả dữ vậy? Theo em tìm hiểu thì nó tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cái của em làm như em có tính toán hay sao điều khiển được bản thân á? Đi làm không sao mà cứ tối về mới thả nó. Thả bà vợ mình thôi. Hay thiệt chứ. Còn gì nữa? Dạ anh ấy rất là chậm. Thường thường là cứ cuối tuần ấy mà hai vợ chồng mà muốn soạn đồ về nhà em chơi ấy, tại ở Biên Hòa từ đây về có 1 tiếng rưỡi à, mà chồng em mà soạn đồ từ sáng đến trưa chưa xong. Lần nào về nhà rất phải tới chiều mới về. Trời ơi, tỉ mỉ mà đúng không? Gấp cẩn thận lắm không? Vâng ạ. Rồi giờ tới em đó. Dạ vợ em thì có mấy cái tật xấu mà em nghĩ nó khó thay đổi lắm. Cái thứ nhất là vợ em là cứ tối đến là hay kêu ngứa mũi, ngoái mũi bôi vào người em. Em kêu là em có thể bôi vào cái chỗ nào đó mà không phải người anh được không thì không. Nói chung là em nói nhiều mà vợ em mới sửa được. Mà nhiều lúc em cũng bực, nhưng mà nhiều lúc thấy cũng nói chung là cũng có cái gì đó nó đáng yêu. Thôi em kệ thôi. Cái thứ hai là vợ em hay cãi lắm. Cái gì vợ em cũng đúng hết. Cho dù là cái chuyện đó là to nhỏ, là vợ em đúng, vợ em sai, nói chung là sao mà nhỏ tuổi người ta mà kỳ cục vậy. Vợ em đúng hết. Em có con chưa? Dạ có rồi chị. Từ đầu là có, lúc mà trước Tết ấy là em có thử que, nhưng mà em thử sai nên có vặt à. Cái lần đầu là không biết thử đúng không? Dạ lúc đó em hay chọc vợ em là không biết luôn. Bờm quá, không biết thử. Đó, thử lần đầu á là thí dụ như là mua cái đó về là người ta hướng dẫn là để đến cái vạch nào đó thì vợ em nhúng một cái nó lố đi chẳng hạn, là coi như kết quả nó về zero. Sai. Thế là mình nghĩ là chưa có. Nói chung là không biết luôn. Dạ, mà đi xe thì say thì lên xe thì em phải mua thuốc chống nôn vô uống, là cứ uống vô bình thường, đến khi ra ngoài Nha Trang á, là nhà anh chị em á, cái mua que về thử lần nữa. Xong rồi em mới kêu là đưa đây anh đọc coi thử coi người ta nói làm sao. Xong rồi em chỉ đúng vậy, lên thử là nó hai vạch tiền. Ủa bây giờ là em đang mấy tháng? Dạ 4 tháng mấy ạ. 4 tháng mấy rồi đúng không? Vâng 4 tháng ạ. 4 tháng 10 ngày. Còn thật xấu gì ở con em? Còn trước đó em có làm công việc thì nó hơi áp lực. Em hay về trễ khoảng 7 giờ, có khi 7 giờ em mới về tới nhà. Mà em về thì thường nếu mà hôm đó công việc nhiều là em căng thẳng lắm. Về nhà em cảm thấy nó không được thoải mái, mà về nhà mà vợ em mà vui á thì không sao. Về nhà vợ em ở nhà thì bán hàng online rồi check tin nhắn khách hàng, rồi thời gian rảnh thì vợ em coi phim hoặc là làm vặt cái gì đó chẳng hạn. Nhưng mà bữa đó em nhớ về là vợ em coi phim mà bảo là mệt. Bữa đó vợ em bưng mâm cơm ra, vợ em nói là ở nhà coi phim cũng mệt chứ, rồi thế này thế kia, cái em bực quá. Em mới đập xuống cái mâm một cái. Lúc đó là vợ ăn
nửa chén cơm mà xong rồi bỏ vô nhà tắm khóc. Khóc. Còn em thì cũng ăn nửa chén cơm rồi em đi ra ngoài cửa. Nhưng mà xíu xíu lúc cái đó là chân tuổi đó. Có phim mệt thiệt, chị nói thiệt. Khóc thì cũng khóc quá, khóc quá, khóc khóc cũng mệt. Mà cười thì cười quá cũng mệt luôn. Tiếng nít nó coi phim nó vậy đó. Chứ mình người lớn mình coi mình tự mình suy xét đó là phim. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn là vợ em bớt cãi lại. Tại vì vợ em nói với em một lần, có chia sẻ với em lần là mặc dù là cái chuyện anh nói ra là em biết là em sai hoặc là em biết em đúng á, nhưng mà em vẫn cứ cãi. Tại vì trong suy nghĩ của vợ em này, vợ em phải luôn luôn đúng. Nhưng mà em hy vọng là cái đó vợ em có thể sửa được. Thế còn em muốn bạn thay đổi điều gì? Dạ, em muốn chồng em là nhanh nhẹn lên một xíu. Mỗi lần về quê ấy, thì mình soạn đồ nhanh hơn một xíu là được rồi. Chỉ thôi hả? Vậy thôi ạ. Quá đơn giản. Có mong chồng đừng có nóng tính quá không? Dạ, dạ này bớt rồi chị. Tại em đang có bầu á. Đâu dám Chị thấy nè, em á, bàn thực ra nếu em không nói tuổi của em, chả ai biết tuổi của em là vậy đâu. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Em nhìn so với vợ em á, không có gì là lớn tuổi hơn hết trơn á. Thành ra là chị nghĩ nếu như em có thể giật cái suy nghĩ của em cho nó trẻ trung hơn á, thì cuộc sống của em sẽ thú vị hơn. Nó sẽ, cái thời gian để em tận hưởng cái tuổi trẻ nó sẽ dài hơn. Tại vì sao? May mắn là em lấy một cái cô vợ nhỏ tuổi hơn mình. Về mặt hình dáng, về mặt ngoại hình lại không có chênh lệch nhau nhiều á. Đó là một cái điều rất là may mắn cho em. Thường người ta nói vậy nè, mình cằn cỗi khi mà mình lấy một cái người, một cái người nhỏ hơn mình á, thì cái sự trẻ trung của họ làm ảnh hưởng tốt, tức là nó làm cái tốt cho mình. Đồng thời á, cái người trẻ đó họ sẽ lấy bớt đi cái tuổi tác, cái sự già nua của mình, thì tụi em làm được cái điều đó. Rồi thôi, chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông và cuộc sống các em luôn luôn trọn vẹn và hạnh phúc nha. Dạ. Xong rồi đưa cho em con, nó uống mày bị gì vậy? Thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy? Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần. Xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. Tính ra tới giờ là tới 5 cái ở trên người. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi, con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Làm sao là sai là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong rồi gặp chồng em ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em đâu sao đó, đâu sao đó, cô cuối cùng dính bầu. Đó. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chú rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ, em nay em 21 tuổi ạ. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Còn cô dâu? Dạ, em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi. Sao mà lấy sớm thế hả giời? Giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả thì được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ con chào cô Hồng Vân. Thôi bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Dạ chị Hồng Vân. Trên đây là không có cô với chú. Dạ toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ, nói đi. Dạ, không hả? Chào chị Hồng Vân và chú Giả. Phú Thuận khán giả. Dạ, em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rù đi học, bị ép đi học, vô lớp nằm cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau. Hai đứa cũng có quen bồ là 1 năm rưỡi. Đó, thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu
tao đâu có thân với mày đâu, tỷ mày lên rồi tao thăm tao. Ủa tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Trời, thì em nghĩ là chắc mua một hai trái chuối vậy thôi, không ngờ mua nguyên một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em, tưởng đâu chù em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em ngồi đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chữ tờ bự chà bá ở ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó uống mày bị gì á, thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ Thanh Trần, xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. À, tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Vậy là sao? Biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm không? Anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô Thanh Trần này, mỗi lần vậy thì là giặt ra cho coi hay sao? Dạ không, em tại vì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào đó, đúng không? Rồi xong đúng rồi tới ngày quen là xăm ngày quen nhau, rồi cung của hai đứa là gì xăm lên. Đó xong rồi họ tên của em là Bụi Chà Bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ, vậy đó hả, dễ thương quá. Xong rồi một thời gian sau khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao? Là sai vậy? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Dễ sai, dễ biểu quá, ngoan quá sức luôn vậy. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em, nói là thôi chị ơi bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời. Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. Tức là mẹ thương. Dạ, đúng. Mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó rồi mới đề nghị thôi, mày để ta nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì không? Gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn hết. Ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em đâu sao đó, đâu sao đó. Không, cuối cùng dính bầu. Đó. Mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi. Xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái quay thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng là mẹ chưa đó. Mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ, vậy thì rồi. Cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tí tụi tí vậy đó, có khi nào, bị mẹ phát hiện không? Dạ có. Một buổi sáng đấy tự nhiên đòi phan nhau, xong rồi hả quên khóa cửa phòng cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không, xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Trời ơi.
Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang á, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á, mẹ lên nha con. Xong rồi đi được 3 bước, mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha. Mẹ đang đứng trước cửa phòng nha. Mẹ vô á, xong mở cửa ra, hai đứa ăn chuối luôn. Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới, đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôm mà sau khi cưới, đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó rất là mắc cười là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn. Xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là ghê quá. Cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi, xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau. Ê, sợ ma quá, thôi về đi, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng luôn, thôi con về đây ngủ, con không có chồng đâu. Của em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở ông xã em có thật xấu gì? Dạ nhiều lắm đó, đây hồi dạch mặt nhiều, ơi là nhiều, nhiều không nhiều. Hết luôn. Đầu tiên là tính mà quá là nhây, giống như là nhây những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha vậy đó, xong rồi cái em mới kêu thôi em đã khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhây hoài tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó, xong rồi đánh hoài à, ngày nào không có chuyện nó đánh hết trơn à, xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn, trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm đó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em. Ừ. Xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong mà dám quýnh em tao. Trời ơi. Ủa mà bọn hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Dạ, hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Ôi tội nghiệp nhỏ quá. Hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không? Cái tật nhây quá đúng không? Rồi, cái thứ hai đó là ở dơ. Ở quá trời dơ, sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà hả về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa là mỗi lần giống như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em phải không nói là phải quên. Thời vậy mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là hả lên trên mạng thôi, bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về làm gì á, thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Ủa để làm chi? Đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong 3 dấu hiệu nhận biết đầu tiên là hả em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết, hỏi ra không ai biết hết. Trời ơi, hỏi tên tất cả chém đi ai cũng biết hết, hỏi ra không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ em đi ngoài đường đúng không, ai mà giống như là hả đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao vậy, dí theo mày muốn sao, dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chọn cái gì á, nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng nó đụng tới em mà phải giết nó. Xong rồi hả, rồi thêm một cái nữa, người ta đi ra ngoài đường ví dụ như là người ta nói tới ảnh im xong về mới nói tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng mà mệt đó đâu dám đụng nó, người ta nói im re à, lúc mà người ta nói im re tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt, anh mà lên tiếng mà nó mệt với anh là sao, lúc nó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ, thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hỏi chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là giờ mày chết với chồng tao rồi. Còn đi với chồng em mà lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái rồi thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa mày giờ hơn nó sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá à. Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Đó, rồi có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thường hay thể hiện chứ. Dạ có lén hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó dụ cho em ngủ trước. Thường là anh bấm điện thoại anh chửi buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước. Lén xuống nhà hút thuốc. Xong rồi đi lên trên phòng, xui quá, lén em mà xui quá, đụng trúng cái bàn ngay cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng em hí lại. Xong rồi cái chồng em lại nhìn em, ồ nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi em tái một cái bóp mà. Giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ, bỏ không. Ủa em nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết, tâm tính gì không? Dạ, vậy em thay đổi nhiều lắm mà. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nhỏ nhỏ thôi là nghe chửi, nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng quay bay lại ôm hung đủ thứ năn nỉ.
là người ta sẽ bớt giận. Còn vợ em, duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập. Cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà, mày xin lỗi mày biến ở đâu? Trời ơi, đập kinh khủng luôn. Cứ ôm vô là đập, cứ ôm vô là đập. Cái lý do sâu xa là gì? Thí dụ ôm là im, im lặng đi, ông nói vợ bỏ qua cho anh đi. Phà cái hơi rồi nữa. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó, thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên á, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá đúng không? Dạ. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giới tay nó đặt vô bụng không à, xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao không bao giờ nói chuyện với con, hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ, hello con, xong hết. Không nói gì nữa đó, cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tự nhiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy, sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. xong rồi cái hả, mấy kiểu lúc đó cũng chán nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á, rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ. Thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Ừ. Dạ, mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn nhịn đói, nhịn khát không? Dạ có chứ, vợ em là dữ ghê lắm, năm trời. Là bắt nhỏ nhịn đói nhịn khác luôn hả? Nhịn tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá, cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó, em trời em cho thiệt hả? Nghĩ sao cho vậy cha? Ê, thương quá, thân phận làm chồng của em thật rồi, đáng thương. Mà vui không? Lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh là vui đúng không? Đánh vẫn vui. Đúng rồi. Đánh cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ một tháng. Một mới tháng. Có một tháng thôi. Chà, làm vẫn còn bắt nhịn đó. Dạ, vẫn còn bắt nhịn dạ, đó. Vẫn, dạ. Tới giờ phút này luôn tại đó. Vì em sinh mổ mà. Ồ. Oh, dạ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời. Tuổi này còn nhỏ mà. Dạ. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á, dạ, là bình thường. Oh. Bình còn, thường mà. Còn một tháng như là cho hai tháng nữa. Tháng thứ bảy, tháng thứ còn tám. Còn 2 tháng nữa. Gán đi Khánh, anh nghĩ em không sẽ làm được. Yeah. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc cái đó là mình phải ấy để mình kiên cử cho cái người phụ nữ. Yeah. Nhưng mà trong thời gian mà em mang bầu á, em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á khi mà hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ á, là em bé rất là tốt luôn. Thiệt, rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn nó tội. Em nói thật lòng đi, trong cái thời gian qua là em bị vợ bảo hành như vậy đó, thì thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không hay là em rất là hạnh phúc? Dạ em thấy vui. Thấy vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, thấy trời nhạt quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vợ em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó. Hostface này có thật xấu không? Dạ vợ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. Thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa. Bà ngoại, bên ngoại, bà ngoại nữa. Thì nó cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo giùm cho con mình á. Yeah. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Yeah. Học đến nơi đến chốn. Yeah. Rồi á là phải có cái sự nghiệp. Yeah, đúng. Người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc. Yeah. Mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Dạ. Rồi. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chào em. Mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là
Trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượng cái nó ấy không? Quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tí tấn tới. Bụm, xong chạy đi. Tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ổng chạy đi. Trời ơi, bức lắm. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì mời tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật to cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên là Trần Hoài Trung. Hôm nay em 29 tuổi, quê ở Tây Ninh, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư ạ. Em tên là Nguyễn Kim Mũi. Thì hiện em là nhân viên kinh doanh về trang thiết bị y tế quân đội, quê Tây Ninh giống như ông xã, hiện tại cũng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi A Mũi với Trung là quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em là bạn học chung cấp 2, cấp 3. Bạn này bà học cấp 3 do bà dễ thương thiệt, nhưng mà bà nhoi lắm, cà rỡn lắm, y như con trai. Bẵng đi một thời gian sau, năm 2011 á, thì tụi em có đi ăn chung cái đám cưới của người bạn. Xin thế không biết. Gặp lại. Dạ, chắc là do là đi ăn đám cưới đông người á. Rồi bắt đầu nhẹ nhàng, dạ đúng rồi, kiềm chế là tự nhiên ấn tượng. Rồi sau này đi Sài Gòn á, học, hai đứa còn đi học á, thì nó mới chia sẻ nhau nhiều hơn. Thế còn Mũi thì sao? Dạ, cái ấn tượng đầu tiên của em là cẩu thả. Vì em hồi xưa là em cho thuê truyện tranh. Thì anh là anh thuê thì ta nói trả một cái hay là quyển sách, ta nói nó te tua luôn chị ạ. À, nó gấp lại rồi gặp mưa rồi nó phùng cái gáy lên. Trời ơi, em chửi quá trời chửi luôn. Thì em chửi riết mà em nhớ cái mặt luôn chị. Đúng. Dạ, dữ lắm. Vậy là anh xàm lắm. Bao lâu thì các bạn mới nảy sinh tình cảm? Cuối 2011, gần 2012 là... 14 tháng 2 năm 2012 á. Thì trong cái chuyến đi chơi đó em mới thuê một cái chiếc xe đạp dịch đó nha. Em lên đạp dịch cái bắt đầu em mới tỏ tình. Mình đạp ra tới cái chỗ tối nha, mình mới dám nắm tay. Mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là... dạ. Rồi, có lén lén hôn được nhẹ cái trán cái. Rồi mới cho lên bờ lại. Đạp dạ, loài bắn hỏng ra tới cái chỗ tối, không hôn được miếng. Không tổn chết. Nói nghe nè, hôn nhẹ là hôn sao? Dạ thì không lại nè, không lại chứ không lại. Nó cứ hôn nhẹ trái vậy thôi đó. Dạ. Đó em. Rồi. Em rồi rồi chừng nào mới hôn nặng? Đó, định nổi. Dạ bữa đó là em đi làm thêm, em mà em làm tại nhà bạn này. Cái đầu mình cũng mệt thiệt, mình nằm xuống mình nghỉ, chỉ nằm kế, nhưng mà em nằm đầu này, bả nằm đầu kia. Trời ơi, nằm vậy rồi sao nghỉ được. Thì mình cứ nghĩ là ổng mệt, ổng nghỉ thì mình cũng mệt, mình cũng nằm nghỉ thôi. Lúc đó em làm gì em mệt ta, em ở nhà mà. Em cũng phụ anh chứ bộ. Thì ông này tự nhiên mở mắt ra thấy ổng nhìn mình, tự nhiên hai cái mặt sát vậy nè, tự nhiên có cái hơi người là mình mở mắt ra mình thấy, bắt đầu là vậy đó anh, vậy đó. Là chuyện gì tới nó tới luôn. Dạ, là hôn nặng. Hôn nặng cả. Hôn nặng là thôi. Hôn nặng dạ. Thôi chứ còn không có gì nữa. Dạ, dạ. Mà nó vụng về lắm, lúc đó là tại vì em cũng là... nụ hôn đầu tiên của hai đứa luôn. Hùng nó kỳ lắm, để vô một cái bọc cái là xong thả ra. Ông run lắm. Dạ, lúc đó là hai đứa run. Rồi sau đó một cái chuyến đi chơi xa của hai đứa bằng xe máy nữa là nó mới nhiều chuyện nó xảy ra. Giận hờn bắt đầu nó lòi ra những cái tính, rồi cái đầu mình mới biết được cái cách để giải quyết. Em thì nói chung là em bị có lông nhiều á chị, nên em rất là mặc cảm cái vấn đề đó. Rồi thì trước khi mà em quen ai là em cứ nghĩ tới vấn đề đó không? Nói trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượng cái nó ấy không? Bắt đầu quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Xong cái đầu ngày 5 tháng Giêng đúng không? 2012. Thì bắt đầu là hai đứa bắt đầu viết cái cam kết là em mới ghi là chung ở gần mũi là không có được bức lông của mũi nè. Không có được tọt lét mũi nè. Rồi... nói chung là đại khái cũng vài cái ấy nữa, xong rồi đầu ghi ra hai bản, em một bản, rồi ảnh cũng có những cái điều khoản tương tự luôn. Nói chung là khoảng 3-4 điều vậy thôi. 3-4 điều. Cái của em mới là kinh khủng, là bạn có cái tật thú vui là ở với thả bom. Ai? Cái thì lúc đầu thì em cũng hơi bất ngờ chí, nhưng mà tự nhiên thấy nó thú vị.
nhưng mà cũng phải hạn chế chứ. Quá chứ ai chịu mà nổi. Lúc đầu em mới nói là đi vô là không được thả bom trước mặt Trung. Ở đâu cũng được nhưng mà trước mặt Trung đừng có thả bom. Em nói sau lưng không đó. Cái thứ hai nữa là khi mà ôm á, khi mà đi chở xe á, lúc mới quen á là bà không mắc cỡ, bà vịn vai không à. Em nói đi xe á, là phải vịn eo chứ không có vịn vai. Đó là hai ba điều vậy đó, em cũng hai ba điều đó, nhưng mà cái nặng nhất là cái chỗ thả bom đó đó. Tội ha. Dạ. Dần rồi là cái việc thả bom đó mới bắt đầu nó càng kinh khủng khiếp hơn nó. Nó ngày nào mà tần suất dạ. Nó dày hơn hả? Nó dày hơn và nó bạn thả bom xong bạn bụm vô tay bạn để vô mũi lên. Ôi giời. Quá lầy. Ăn mũi lầy quá. À. Bom này hả còn nặng hơn là bom sinh học. Dạ. Sao mà cưới nhau còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ sao? Bây giờ thì bạn cái level mà thả bom của bạn là lên cực điểm rồi. Em đang mong muốn để lên chương trình này mục đích là để cho bạn giảm lại giùm em để em nhờ nè. Nghĩa là hai vợ chồng đang là giỡn với nhau á, âu yếm bà rờ rẫm bà sờ sẫm mò mẫm, mình đang phê vô cái thế á, cái bắt đầu hai cái chân bả kẹp hai cái tay mình, rồi hai cái tay bả vịn hai cái chân mình. Không. Là cái gì nó ngay trước mặt mình là anh biết rồi đó. Không. Đó. Em nói anh là em không đỡ được luôn. Đó là nhỏ. Em chỉ biết em nằm em cam chịu rồi đó chứ. Mà anh em nhỏ coi như lớn không nổi luôn. Em ơi. Đó là em không có cái mền hay cái gì để em chịu đựng được luôn. Em cứ ngắt rồi. Anh biết cái cảm giác mà lúc đó mà nó đang phê phê mà nó đang lân á, làm cái bụm một cái nó bao nhiêu cảm xúc của em là nó tuôn trong những cái điều mà em yêu đó chính là mùi mũi đó. Hai em là quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Chính thức là tỏ tình là 2012, cuối 2017 tụi em mới cưới. Vậy là cái đêm động phòng không có gì gọi là đi đêm thú vị và đặc biệt vui không? Dạ đêm động phòng á anh, em kể đi. Cái nhà thì nói chung là nó cũng khổ cho tụi em, có nghĩa là một phòng kế bên là phòng của đứa em trai. Ngay cái đầu giường của em á thì là mẹ ngủ ngoài, mẹ không có ngủ phòng. Cái giường thì nó quay sát vô cái tường. Thì cái đêm đó là xong rồi thôi cũng gắn quất một cái. Mà ta nói hả, cái giường nó kêu kẹt, không có làm được cái gì hết trơn anh ơi. Không có đi sâu, đi xa và đi... tới nơi tới chốn được á. À, vậy mà cái giường nó chống vô cái tường nữa đúng không? Rồi mẹ ngủ ngay đó nữa, sợ mẹ ngủ không được. Dạ. Cho nên là thôi. Coi như là giữa đường gãy gánh á. Mình thì mình không có xỉn, mình đang chuẩn bị tâm lý rất là sẵn sàng cho cái đêm tân hôn. Còn cái chị này chỉ xỉn là mình cứ khiều miết hả? À. Khiều dữ lắm luôn á mới bắt đầu được. Mà bắt đầu thì cái giường của đầu nó dở chứng. Đó, nó cứ có cái két khó chịu dễ sợ. Rồi bữa đó bà có thả bom không? Dạ không, bữa đó thì được cái là họ không có thả bom. Trời, bữa đó thả bom nó chắc chết em luôn. Em nể vợ em ở chỗ là cái là khi mà cưới rồi á là mẹ là thả bom nha, nhưng mà mẹ con thả bom là cái khiều mẹ em luôn á, là một cái bụm rồi chạy. Rồi chạy rồi luôn. Mẹ bỏ chạy luôn á. Dạ không, em chạy. Trời ơi. Mẹ chồng chắc thương mèo mũi lắm đúng không? Dạ mẹ em thì thương vợ em lắm, như con gái trong nhà vậy đó. Dạ khoan, anh chị mới nghe có một phía à, sao không nghe em nói nè. Chồng em cũng có thua em. Hơi nó thế lúc em đó. Rồi nhân đây mình nói luôn tật xấu đi. Rồi dạch mặt rồi, dạch mặt luôn đó. Nãy giờ kể có mình em à. Ảnh muốn thả bom em là ảnh thả bom có câu chuyện. Ví dụ như là đang đi chơi với một nhóm và ảnh làm cái mặt rất là nghiêm trọng, quan tâm tới em tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tới tân tới bụm xong chạy đi, tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi. Trời ơi mất lắm. Nên là cuộc đời em không bao giờ bị ung thư. Không bao giờ bị ung thư với đột quỵ. Tại vì cái theo khoa học người ta nói là cái mùi thả bơm mà khi ai mà hửi nhiều là chống đột quỵ. Cho nên là đó là lý do tại sao mà công ty em là không bao giờ bị đột quỵ. Trời. Từ sếp cho tới là mấy bạn đồng nghiệp là đều bị em thả. Tôi nghĩ rằng là em nên viết sách đi. Viết sách. Đó, bạn này vẫn gọi là rất là tự tin chuyện đó. Tật xấu thì em chỉ thấy chỉ có hai cái thôi, là một rất là bề bộn và hai nữa là quên tắt đèn xi nhan. Còn ngoài ra thì chồng em là rất là
tuyệt vời. Thật ra không có cái gì để khen em tuyệt vời để em đừng có dạch cái tật xấu của cô ấy ra thôi. Thật ra là em chuẩn bị rồi chứ em biết tật xấu của vợ em á, một cái bị một cái là cái bệnh nghề nghiệp, cứ đi đâu cũng thấy vi trùng, đi đâu cũng thấy vi khuẩn hết. Sạch sẽ. Dạ sạch sẽ mà kiểu quá đáng anh. Đó vậy giờ mong muốn thay đổi gì, em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ em thì mong muốn vợ em cái là bớt cái bệnh nghề nghiệp lại xíu, thoáng thoáng ra. Ít thả bom. Hạn chế thả bom. Thả bom lại tí. Đó dạ. Có hai cái mong muốn đó. Giờ tới em mũi. Em thì mong muốn anh ấy là bớt thức khuya, bớt trôn vợ lại, nhớ tắt đèn xi nhan, gọn gàng lại xíu. Tỷ lệ là 4-4-2 đó. Đến đây là cũng em cũng nghe tiếng anh Quốc Thuận cũng lâu rồi cho nên là em cũng muốn được anh Quốc Thuận chúc thiệt tiếng á. Dạ. Có khi nào mà em thành ông mụ luôn không trời. Dạ. Hôm nay chị các em đến chương trình Vợ Chồng Son thấy không? Dạ. Chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui tươi hòa nhã như thế này. Dạ. Và năm 2019 sẽ có một thiên thần hoặc một cặp luôn xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng. Trời ơi. Dạ. Suốt khoảng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24.000 thôi, cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn nhất. Bây giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh. Thôi mình kiếm tiền trước đi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi xin chào hai bạn. Dạ xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Trung. Năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên lập trình công ty phần mềm ở Tân Bình. Em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thanh, năm nay em 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung ơi, Trung nói cho anh biết đi, em gặp cô ấy lúc nào? Dạ thì cũng tình cờ anh, em gặp cô ấy là ở quê của em. Quê em đâu? Dạ quê em ở An Giang, vợ em là ở Bình Dương. Tết đó anh chị là vợ em mới đi xuống tìm em. Trước lúc gặp anh Trung á là em đã nghe thím nói sơ về rồi. Nói là tao có một cháu chồng này, nó giỏi mà nó dễ thương lắm, để tao làm mai cho. Cái em nói thôi không thèm đâu. Thế là tự nhiên cái năm đó đi á, thấy vừa thấy cái bóng ông này là mình nói trong bụng, trời ơi đừng nói cái thằng cha này là cái người mà thím để mà chị Hòa định làm mai cho mình nha. Thôi cái này liền ra đường còn thèm nữa. Trời. Lúc đó cái tướng ổng thấy ghét lắm anh, bận quần tà lõn lửng lửng rồi cái áo phông mỏng mỏng, rồi mang đôi dép lào của mấy ông già hay mang á, rồi mặt thì đeo mắt kiến mà đi nghỉnh nghỉnh vậy nè. Cái em nhìn em nói trời ơi cái thằng cha nội này hách dịch cũng không thích xíu nào đó. Rồi sau cái lần đó hai người có gặp nhau để nói chuyện không? Thì ăn xong rồi dắt chưa á chị, cái mình mới đi về thành phố. Rồi bà xã em thì đi về Bình Dương. Bà xã em mới đặt xe đò. Còn em thì em đi xe Honda với chú thím. Thì lúc đó sáng bữa đó là do xui cái là em đi mua bảo hiểm á, cái người ta tặng em cái nón bảo hiểm. Cái em đem cái nón bảo hiểm lên xe luôn. Cái thím em mới điện cho vợ em bây giờ hỏi xe chạy chưa, cái vợ em nói chưa có chạy. Cái thím em mới năn nỉ nó thôi mấy chạy đi rồi rước nó chạy đi. Rồi lúc đó là em đồng ý leo lên xe đội cái nón bảo hiểm mới luôn. Dạ. Lúc đó trong đầu em nghĩ trời ơi ông nào cũng kết mình nè, nên cũng đem sẵn cái nón bảo hiểm. Nhưng mà em đâu biết là bảo hiểm tặng cho ổng đâu. Vậy đó hả? Có số điện thoại nhau không? Dạ không. Rồi sao gặp lại nhau? Vậy bao lâu mới có tình cảm trời? Yêu nhau là bao nhiêu lâu? Dạ từ khi mà hai con mắt thấy nhau cho tới đám hỏi là khoảng 8 tháng. Lúc đó là em đăng ký đi học văn bằng 2 ban đêm á. Thì tối hôm đó em đang học, cái em thấy một tin nhắn hỏi là hôm nay Thanh có đi học không? Anh là Trung nè. Cái em á, hả? Tự nhiên nhắn lại cho mình chí trời. Rồi sau này em mới hỏi, ủa sao anh có số em hay vậy? Sao? Cô bà thím cho đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó thì đó cũng hay nè. Rồi sau cái lần mà nhắn tin lạc lối đó thì là bao lâu thì chính thức yêu nhau nè? Dạ 3 tháng. 3 tháng sau luôn á hả? Mà đi uống cà phê với nhau á,
ngày đầu tiên gặp anh chẳng nói gì đâu, chỉ có một mình em nói thôi à. Nhưng mà cái bữa cà phê đầu tiên là ai trả tiền? Dạ em trả tiền. Cái ít lắm chị. Bao nhiêu tiền em? Có 24 ngàn chị. Suốt quãng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24 ngàn thôi. Cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24 ngàn. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn nhất cá luôn á, từ lúc mà tỏ tình đến lúc mà quen được luôn là chỉ cần là tôi cá luôn là không tốn một quầy dừa. 8 tháng đúng không, mà trừ đi hết 3 tháng rồi là có 5 tháng thôi. 5 tháng mà một tuần là đi cà phê mấy lần? Dạ một lần rồi chị. Một tuần lần là tháng 4 lần. 4 chai dừa là 24 ngàn mà nhân lên trời đất ơi, 48 nhân đôi là nhiêu? 96 ngàn mà nhân cho 5 tháng. Trời, chưa nhân tới 500 ngàn. Chưa tới 500 ngàn. Trời ơi, chị mình đỡ hao vậy trời. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thì nó là chưa tới nửa triệu nữa. Trời đất ơi. Rồi khi mà yêu nhau rồi á thì là có ghen hờn gì không? Ai là người ghen? Ghen chắc con mình em quá. Sao? Ừ. Em ghen giọng bộ ổng, bộ ổng hay say nắng người ta lắm sao em ghen? À. Trước em ảnh cũng có cái mối tình sâu đậm lắm á chị. Ừ. Tức là gần tiến tới hôn nhân luôn rồi đó. Từ khi mà em lớn lên là tới 25 tuổi luôn lại muốn quen hết trơn á. Ổng là người nắm tay em đầu tiên, hôn em đầu tiên, cái gì của em cũng là đầu tiên. Vậy mà có 500 ngàn. Nhỏ này. Nhỏ này quá trời quá đất thiệt á. Cái em giận, em nói tại sao ổng không phải là em, là không phải là đầu tiên của ảnh. Cái mỗi lần nhắc tới cái em giận. Có khi á ổng ít có hát lắm chị. Mà ổng cứ nằm cái ổng hát ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đưa câu trầu này kia đó chị. Cái em mới hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ chị nào ở dưới quê vậy. Thế là em cứ chống nạnh lên em hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ người yêu cũ anh hả, chị nào vậy, nhớ hả, tôi đây nè, không nhớ nhớ ai vậy. Là em cứ mà ổng này chọc tức em lắm chị. Cứ mỗi lần ổng muốn gì cái ổng này hát ra bờ sông anh hẹn với em, mà chẳng hẹn ra bài hát hoài nữa. Dạ cái bài đó là cái bài chợ mới, bài tủ của ta, bài tủ đúng rồi, hát câu nghe coi coi. Hát câu dạ, em hát ở đây đi, yên tâm bà không ghiền đâu. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đem cao trầu, nhờ người xe duyên tình ta, em cho nên yên lòng, anh đã thưa cùng mẹ cha. Đó. Hát gì mà không nghiêng được. Mà tôi đây không hát. Ra bờ sông anh hẹn với em, mà mắt liếc nhìn giận không nghe. Em hồi nãy em có nói cái gì cũng ảnh cũng là người đầu tiên dành tặng cho em đúng không? Dạ. Nắm tay rồi hôn cũng là người đầu tiên của em. Vậy thì cái đêm tân hôn chắc chắn rằng là nó sẽ rất là ly kỳ phải không? Dạ, tại trước đám cưới á, mấy chị trong công ty cũng có mấy bạn xem tuổi em đám cưới rồi người ta cũng kể, rồi người ta cũng tặng cho em một cái váy ngủ màu cà rốt cũng đẹp lắm anh. Thế là mình cũng nghĩ tới đêm đó mình cũng bận này kia rồi. Mà người ta thường bảo là đàn ông người ta trông chờ giây phút đó lắm. Thế là em cũng nghĩ ông này giống vậy. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh. Thôi mình kiếm tiền trước đi. Không làm là ăn trên chân luôn. Dạ thì cũng nói có, chung cũng có làm ăn mà lúc đó mệt quá tiền nó đếm hồi cái nó bị quay á, cái cũng có làm nhưng mà cũng chụp, có phan nhau trái được. Rồi giờ lấy nhau về được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em với ông xã em lấy nhau khoảng 5 năm rồi. 5 năm em dạ. Tụi em là mấy bé rồi? Dạ 2 bé rồi. Mà bắt đầu cái tính xấu lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều không em? Dạ trong mắt em thì chắc nó không nhiều nhưng mà cái tật xấu đó nó hơi lớn. Rồi khui đi em. Khi mà sanh bé thứ hai á, là em dời về thành phố em sống. Thì bên ngoại bên nội thì cũng bận việc, đâu có ai phụ mình chăm con đâu. Chỉ có một mình em với 2 đứa thì em phải nghỉ làm để em chăm. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là khủng hoảng nhất của em luôn, là ở nhà. Rồi một mình ông xã em gánh vác kinh tế á. Có một lần á, ảnh về tháng đó là 2 đứa con em bệnh hoài, vậy nó nhỏ nó bệnh hoài. Với thăm tiền, ảnh về ảnh mới hỏi em tại sao tháng này bị thăm tiền. Em nghĩ là một câu hỏi bình thường, không bao giờ em nghĩ nó sâu sắc gì đâu. Cái em mới nói thì đó 2 đứa con bệnh hoài em thấy ha. Thì em cũng giải thích phân trần. Nhưng mà khi mà ảnh lặp đi lặp lại một câu nói tới 3-4 lần thì tự nhiên em tự ái lắm chị. Lúc đó chưa khi nào mà em giận ảnh như lần đó. Không hề nói với nhau một tiếng nào hết chị.
Thì khoảng 2 ngày sau là ảnh năn nỉ em. Ảnh đi theo ảnh năn nỉ, nhưng mà lúc đó cái tự trọng em nó, cái tự ái em nó bị xúc phạm dữ dội lắm, em không chịu được. Cái thế là ổng năn nỉ hoài không được, cái ổng đuổi em đi luôn. Ổng bảo là bây giờ em không cần anh nữa thì em đi đi, em muốn đi đâu em đi đi. Thế là em đang cho con bú, em cũng chẳng nói, lúc đó y như là mình chán từ ở trong cái tư tưởng mình chán ra rồi, không muốn nói gì nữa hết, anh muốn nói vậy nói kệ anh. Thế là em cho con ăn uống xong, bắt đầu em đi lên lầu, em lấy vali, em bỏ quần áo vô, em lấy móc đồ theo hết, em bỏ hết trong vali vậy đó. Thì khoảng 15 phút sau là ông xã em chạy lên, hai con mắt ổng đỏ như hai trái gốc vậy, mà ổng rưng vậy chị, ổng chạy lại, ổng ôm em, ổng bảo là em ơi đừng có đi, anh cần con với em lắm, em đừng có đi. Là lúc đó tự nhiên em y như một cái bong bóng mà bị nó căng lên mà người ta chích đó. Đó hả, em vỡ òa luôn chị, em khóc mà em phải thét lên luôn. Trời ơi, là em càng thét là ổng càng ôm em. Lúc đó là thật sự là cái em giận nhất ổng trong 5 năm đó. Chồng em chỉ có mỗi một cái điều đó làm cho em bị tổn thương, làm cho em bức bối thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Và chuyện đã xảy ra lâu rồi. Dạ. Thôi delete luôn đi. Xóa luôn. Ổng có lãng mạn không? Dạ không chị. Trong quá trình yêu em không có gì gọi là lãng mạn hết trơn á. Rồi tối ngủ thì ổng có gác tay để cho em gối đầu không? Dạ không đâu, ổng ngủ càng xa em ổng càng mừng. Em bu theo ổng thì ổng lại đẩy em ra. Tủm tỉm cười hả? Bây giờ Trung, bây giờ cô ấy có thật xấu gì không? Cô ấy thì thật xấu là hay khóc. Với lại con cái em thích là tối ngủ cứ bắt em không ôm được. Đó đâu phải thật xấu đâu. Dạ, tại vì em ngủ mình quen rồi đó. À. Cho nên là có ai mà nằm kế bên đụng em cái là em ngủ không được. Có nhiều. Ủa là mấy năm luôn, từ lúc cưới nhau về tới giờ luôn dạ. Không? Dạ. Rồi còn gì nữa? Tính em á là ví dụ như mình nói em dọn dẹp nhà đi là phải làm liền. Chứ không có mà nói để em xúc em làm này xíu làm kia xíu. Em không thích vậy. Cứ thôi mình làm luôn, bực mình cự lộn hai chồng nghe lộn hoài. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì nè Trung ơi? Dạ em mong muốn thì vợ em là em dụ như em kêu em làm gì đó thì làm liền cho làm em. Làm liền. Không từ từ nữa. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, tối ngủ thì đừng kêu ôm nhiều quá, đừng có. Thôi bây giờ không ôm nhiều nhưng mà ấy sao? xong rồi thôi, đúng không? Xong rồi thành ai ngủ, đúng không? Rồi, thế em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ, ông xã em thì em chỉ mong ảnh là suy nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Cái gì ảnh cũng suy nghĩ nó sâu xa quá thì nó sẽ nặng. Mà cái nghề của ảnh là cái nghề lập trình đó chị, nó đã rất là nặng đầu. Cho nên em chỉ mong ảnh là đơn giản hóa mọi chuyện. Cái thứ hai là đôi khi ảnh sẽ có những cái biểu hiện lãng mạn xíu. Dạ đúng rồi, làm cho em có cảm giác ảnh còn thương em. Chứ cái đó là đúng đó, cái đó là đúng đó nha. Cái đó là quan trọng. Chị biết không, từ khi cưới em tới giờ tặng em đúng duy nhất một bông hồng héo thôi đó. Mà cái đầu nó còn gục xuống vậy nữa. Là duy nhất một lần nó tới giờ thôi á. Không, chị nghĩ là cái phần mà vợ em đề nghị là em làm cái sau đi. Còn cái phần mà kia kìa là khó lắm á, tại cái đó là mình nghề nghiệp em ơi. Lập trình viên mà đâu đó rõ ràng. Thành ra là cuộc sống cũng vậy, phải nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ xa, nghĩ gần. Dạ. Thì cái đó chắc khó bỏ lắm, nhưng mà bỏ phải bỏ cái sau. Phải cho vợ cái cảm giác lãng mạn. Dạ thì em suy nghĩ là mình thương là mình hành động thôi, mình giúp vợ những cái công việc hàng ngày. Đúng rồi. Phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai. Em phải nói ra. Rơm rớm nước mắt em đừng có để ở trong trái tim. Mất mát gì cái lời nói đúng không, không nè Trung. Dạ. Đó. Vợ xin đó, đó cũng hành động đó. Nhưng mà bây giờ nói thêm câu đi. Ủa, tôi không có nghe, tôi không có thấy gì đâu. Em à, anh thương em lắm, đừng có khóc nữa. Thôi hôm nay lên đây nói chung là cũng đã bày tỏ được hết tất cả những tình cảm của vợ chồng với nhau rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua đâu. Yeah. Nói rồi đúng. Bây giờ hung cái đi. Đó, hung cái đi rồi không dòm tôi nữa nè. Tôi không thấy đó. Cái gì hết trơn nè. Thấy vậy đó. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai bạn hạnh phúc nha. Nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài, người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời, chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Cái
kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Vừa xuất hiện cặp đôi này tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy. Phải không quý vị? À. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi, em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng xí, quan... xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là đúng đó đó nha. Sau khi tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Sao? Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn, nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mới cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài, người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chẳng nhắn một tuần cứ hỏi. Lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hey hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực chất là chưa gặp nhau bây giờ. Gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14 tháng. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ. Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12. Sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin phong long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. À, tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Không, đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó. Em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con cú bông bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Mình nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đi. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi em cũng đâu thấy anh đâu. Xong rồi anh này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại, người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng, phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngũ bông ngại quá, em cất ngũ bông trong. Rồi người dân đi qua lại, nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á, là đi về mới kêu, mới nghĩ em che bao lắm. Trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây hay gì, cả đứng ngay cái cột mà. Người ta tưởng em là trai bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, đầu ơi nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu. Nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh ngủ lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm ngủ lan chuyên nghiệp. Ngủ lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ.
thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó, không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là... Mẹ ảnh luôn á chứ cho nhớ hoài. Mẹ ảnh mới kêu là ảnh mà là con gái hả, là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ hoang dữ quá. Chữa 8 lần luôn vợ đó. Anh hỏi nè, trong mà mấy năm đó quen. Có đêm nào anh rủ em đi ngủ lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 29. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Đi nhanh rồi sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nè, em hỏi thẳng em đừng có sợ chứ được. Em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không. Em có một lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ, cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ, trời, chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Em ơi, em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ, trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua, bà tát em khá, cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hôn môi? Ồ, hôn môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hôn môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hôn xong rồi em thấy cứ ghê ghê, dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hôn nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa, cái hai đứa cũng đi chơi. Hai đứa ngồi hôn nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Có nghĩa là lần đầu hung á là coi như là không chịu, lần sau hung là mất dép luôn, không biết là hiểu hả? Ủa quê gần chết. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lan chung á, dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á, nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại, hai đứa ngủ hai nơi vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi, làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Nhưng mà tới sáng là sáng thì là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận ảnh lắm, em đòi chia tay á chứ, xong rồi anh cứ khuyên nhủ này nọ xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nêm lạc nhách à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu có tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ là có. Nhưng dữ luôn. Tới em đó, khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt. Rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích, là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè, rồi đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Tại em con nít thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ gì kỳ quá, nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải design cho ảnh đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em. Những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Nhường qua nhường lại cặp chút xíu. Cặp này quá đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ.
Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh.